Hay VinFast, điều hòa ở 26 độ. Ok, đang bật điều hòa 26 độ. Hay VinFast, bạn có thể làm được những gì? Tôi đang cố gắng trở thành trợ lý không thể thiếu của bạn trên xe. Bạn có thể trò chuyện phím với tôi hoặc hỏi ngày mai là ngày mấy âm lịch. Hay VinFast, nhiệt độ trong xe đang là bao nhiêu vậy? Đang được bật ở 26 độ. Hey VinFast, nóng quá. Đã giảm điều hòa xuống 2 độ và tăng bật gió lên 1 mức. Hey VinFast, hôm nay có tin gì mới về Covid không? Những tin tức sau đã được tìm thấy. Tin số 1, 3 tuần cuối trị Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh gần như hết công suất. Tin số 2, Chủ tịch Bình Dương dự báo số ca nhiễm tăng lên 30.000. Tin số 3, ngân hàng muốn lùi hạn chế lập dự phòng cho nợ cơ cấu vì Covid-19. Bạn muốn nghe chi tiết tình huống mới nào? Hay VinFast, tại buổi họp. Hôm nay thời tiết thế nào? Dự báo hôm nay thời tiết nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C. Hay VinFast, kể một câu chuyện cười. Cậu con trai từ trường trực chạy về nhà, hớn hở khoe: bố này, con được phân công vào vai một người đàn ông đã kết hôn 20 năm đấy. Bố trầm ngâm bảo: đừng buồn con nhé, từ từ rồi con sẽ dựng được mấy vai có lời thoại thôi. Hey VinFast, gọi điện cho chị Liên. Đã hết rồi, ngày nắng chót. Alo. Alo, chị ơi, chị kiểm tra giúp em lịch họp với nhé. Ừ, ok em nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Hay VinFast, thủ đô của Mông Cổ là gì? Theo tài liệu từ Wikipedia, thủ đô của Mông Cổ là Ulaanbaatar. Hay VinFast, bật bài hát Việt Nam ơi. Hey VinFast, dừng nhạc.